do cái sự làm biếng mà Toyota có một cái bước nhảy vọt như ngày hôm nay. Clip trước mình đã nói sơ lược về bảo tàng và lịch sử phát triển của Toyota. Clip này mình sẽ đi chi tiết hơn những công nghệ trong việc chế tạo ô tô. Công việc hiện tại của mình cũng đang làm mấy cái máy hỗ trợ lắp ráp ô tô cho Toyota, nên mình nhìn sơ qua mình cũng hiểu được sơ sơ. Một chiếc ô tô thì có cả ngàn chi tiết ráp lại với nhau, cả trăm công ty cùng nhau hợp sức, mỗi công ty thì làm mỗi chi tiết. Mấy bạn thấy robot đồ ráp vô mức được không? Đưa vô đúng khớp là hàng bắn ốc lại thôi. Nếu mà sức người không thì một ngày làm gì ráp nổ ra một chiếc. Để mà mướt như vậy thì trước đấy phải tốn biết bao nhiêu tiền cũ công sức. Nhiều khi làm cái máy ra sửa đi sửa lại không được rồi cũng bán sắc dụng thôi. Nhưng mà người ta cũng không bỏ cuộc, sai thì sửa, làm tới khi nào được thì thôi. Nhật chứ đâu phải thần thánh đâu mà làm phát ăn luôn. Phải lên bờ xuống ruộng chứ không có nhảy vọt được đâu. Mình thì cũng học được cái tính đấy áp dụng vô cái chuyện làm clip. Có ý tưởng là mình làm thí bắt cố đi, sai thì sửa. Mấy clip đầu của mình thì ma che quỷ hờn luôn, nhưng mà nhờ đấy thì mình rút ra được kinh nghiệm, từ từ rồi mình hình thành nên bộ khung. Quan trọng là phải làm, không chịu làm mà cứ muốn bật kiếm tiền thì ai mà cứu được.